Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Âm Thanh Ánh Sáng Thanh Huy. Và ngày hôm nay thì Huy rất là vui mừng được nhận thêm một đơn hàng nữa, cũng của một anh khách ở Đồng Nai luôn. Thì nhân dịp ngày hôm nay thì ngày mai thì bên Huy sẽ đi giao luôn cả hai bộ dàn này. Thì nhưng ngày hôm nay thì Huy sẽ test cho mọi người nghe thử chất âm của hai cái bộ dàn này luôn cùng một lúc ha, xem cái chất âm của nó như thế nào. Thì ngày hôm qua thì Huy đã giới thiệu cho mọi người xem cái bộ cấu hình này rồi. Đó là hai bộ cấu hình với cái cấu hình máy như nhau, chỉ khác nhau về cấu hình loa thôi. Thì ngày hôm qua thì Huy có giới thiệu cho mọi người xem cái bộ cấu hình này rồi đúng không ạ? Đó là một cặp phun đơn 40 và song súp, có nghĩa là sử dụng một cặp súp luôn. Thì hôm nay thì Huy nhận thêm một cái đơn hàng nó tương tự như thế nhưng mà sử dụng là một cặp loa ray thay cho cái cặp loa phun đơn bên này, và sử dụng một cái súp mẫu mới thay cho cặp súp bên này. Thì hai cái bộ này giá nó chênh lệch nhau nó không đáng kể, và nó về mặt cấu hình á, thì nó về mặt cấu hình và công suất thì nó gần tương đương nhau. Thì ngày hôm nay thì Huy sẽ test luôn cả hai cái bộ dàn này. Huy sẽ test bộ này trước này, sau đó là Huy sẽ test thêm cái bộ này nữa cho mọi người tham khảo về chất âm của cái hai cái bộ dàn này nhá, xem là chúng ta thích cái bộ dàn nào hơn. Thì mọi người hãy comment cái ý kiến của mình ở phía dưới cái video này giúp Huy nhá. Thì cái bộ dàn này thì bên Huy sẽ sử dụng là một cặp array neo, đồng bộ neo hết, bát neo và chép neo luôn, 40 phân tần thế hệ mới, chống cháy bát chép đầy đủ ha. Và ở phía dưới là sử dụng một cái súp mẫu mới mà Huy có giới thiệu với mọi người rồi. Đây là súp lớn, được sử dụng trong sân khấu lớn và chuyên nghiệp ha. Rồi thì Huy sẽ cho mọi người xem qua cái dàn máy này. Nó khá giống với cái bộ hôm qua, giống y nhau luôn, do đó là Huy chỉ nói sơ thôi ha. Cũng là một con Men AT 8600 này, một bộ PDCG X10, một bộ micro ATA 850 và một bộ chia nguồn ATA 8. Thì trong cái bộ này á, thì anh khách có yêu cầu là test thêm một con men nữa. Tuy nhiên thì Huy test, Huy thấy cái chất âm của con ATA 8600 nó phù hợp hơn so với cái dàn mới này. Có nghĩa là đi với cặp array thì cái cục đẩy ATA 8600 thì nó sẽ cho ra cái được tiếng nó sáng hơn. Do đó là Huy sẽ hướng anh khách để lựa chọn cái con men này. Mặc dù giá tiền nó chênh nhau không đáng kể nhưng mà chất âm của ATA 8600 thì Huy test thấy nó ok hơn, nó tốt hơn cho với so với cái bộ dàn này thôi nhá. Thì ngay bây giờ thì Huy sẽ test thử chất âm của hai bộ dàn này luôn. Và rất là may thì ngày hôm nay chú Mười đã từ quê và trở lại Sài Gòn và tiếp tục công việc. Thì ngày hôm nay thì Huy xin mời chú Mười sẽ hát một ca khúc, cùng một ca khúc đó, và test trên hai bộ dàn này cho mọi người nghe thử chất âm của hai bộ dàn này cùng một lúc nha. Rồi xin mời chú Mười. Hello, xin chào tất cả quý vị cùng các bạn ha. Vừa rồi thì qua một cái quá trình là dịch cho nên là mình cũng tạm ngưng để về quê tránh dịch. Thì hôm nay thì mọi công việc thì dịch rồi chắc cũng ổn hết rồi, và tiếp tục trở lại với công việc như xưa. Sẽ đáp âm thanh thì lời đầu tiên chúc tất cả các bạn ha là được dồi dào sức khỏe và phòng tránh dịch cho thật tốt đó. Thì hôm nay rất là may mắn là khi trở vào thì công ty nhận được hai bộ âm thanh mini gia đình, nói chung là ở đây trước mặt các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ test ha, test và ca thử một bài nhạc trên hai cái bộ karaoke này để các bạn tham khảo về cái chất âm nó như thế nào. Các bạn rồi hãy nghe mình ca một đoạn và cùng nhau tham khảo, và có ý kiến thì các bạn cứ comment bên dưới ha. Test cái bộ này trước nè, mình đặt loa đơn neo và đặt súp 50 nè, bây giờ máy này nha. Điện trắng điện trong đèn tôi biết những chuyện xưa hồn. Ngày anh với tôi như hình với bóng, kế trong đôi đầu xanh đón nhau khi bình minh gọi ta.
tay nhau tàn cây, nhìn đời bằng ánh mắt ngắm tình sáng long lanh, bao đời bằng suy ngẫm trong thành nhớ không anh nghĩ gì là xa cây. Thời gian tham có trôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu mỗi người một phương xa xôi càng tìm nhớ nhớ thương thương nhớ không được. Rồi bây giờ xin mời các bạn tiếp tục nghe mình test bộ này luôn nhé. Đó, hồi nãy là bộ này, giờ bộ này cũng là một nhạc phẩm đó luôn nha. Rồi và như vậy thì Huy vừa mới test xong cái chất âm của hai bộ dàn này rồi. Thì Huy hy vọng là cái clip test này sẽ cho mọi người cảm nhận được cái chất âm khác biệt giữa hai dàn. Một dàn chúng ta sử dụng loa thường và một dàn chúng ta sử dụng loa array. Về xúc thì nó không chênh nhau bao nhiêu. Còn khác nhau lớn nhất ở trong hai bộ dàn này đó là loa array và loa bình thường thôi. Thì hai bộ dàn này đều xài gia đình. Thì mọi người thích bộ dàn nào thì mọi người hãy comment ở phía dưới ý kiến của mình ở phía dưới cái video này giúp Huy nha. Và hiện tại thì bên Huy đang hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người. Cho nên là những anh em nào chúng ta cần về hỗ trợ trả góp này, cũng như là cần tư vấn lên dàn, cũng như là tư vấn về nâng cấp dàn, thì chúng ta hãy liên hệ vào ba cái số hotline mà Huy để phía góc trái màn hình nha. Thì ở đó thì Huy đã có một đội ngũ kỹ thuật với kinh nghiệm rất là lâu năm rồi trong lĩnh vực setup âm thanh và đã từng setup rất nhiều dàn rồi. Sẽ có rất là nhiều phương án để xử lý cho cái dàn âm thanh của các bạn. Một lần nữa Huy xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ cho âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Những anh em nào chúng ta thấy hay thì mọi người hãy bấm like và share video để ủng hộ cho Huy nha. Ngoài ra thì những anh em nào chúng ta đang xem video mà chưa bấm nút đăng ký thì mọi người hãy nhấn đăng ký giúp Huy nha. Để theo dõi nhiều cái clip hơn nữa của âm thanh ánh sáng Thanh Huy. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những clip lần sau.